giới thiệu cuộc cách mạng đột phá về công nghệ nước rửa chén Sinlay Gel linh hoạt mới. Lần đầu tiên chưa từng có, nước rửa chén sẽ biến thành dạng gel khi gặp nước và không bị trôi khỏi miếng rửa chén. Do vậy, chỉ cần một giọt Sinlay Gel bám lại trên miếng rửa chén sẽ liên tục tạo bọt, duy trì khả năng tẩy rửa dầu mỡ gấp 3 lần so với các loại nước rửa chén thông thường. Sinlay Gel linh hoạt mới, nạp đầy sức mạnh Sinlay, duy trì khả năng tẩy rửa gấp 3 lần.